Ôi trời ơi, chạy. Shipper đây, một team âm mưu mà. Rồi, xin chào mọi người đã đến kênh của anh Quốc. Bây giờ ba tụi mình sẽ quyết định là hợp lực lại để giúp anh Quốc nha mọi người. Giúp luôn. À, bây giờ mình làm lên luôn anh đại chị đại đi. Anh đại chị đại ok. À. Em tức không đâu. Giờ mày có cho không cho là coi như. Không cho đủ giờ tao nữa. Giờ mày theo tao tiêu Quốc, tao có tiền không Quốc, ông có tiền nào? Tự nhiên đủ giúp người. Ta dụng là anh đại chị đại thâu. Giờ đó. Ngồi ăn đầu luôn. À. Ngồi ăn đầu cũng cốm luôn. Lên một bước lên may luôn á. Đã được có một lần này chứ mấy lần theo nữa là không biết. Nhưng mà bây giờ làm sao chưa? Ý là chút nữa mình cứ ấm mày tao được kêu. Để xương mày tao quên mất đúng không? À, xương mày tao luôn. Đúng không? Kêu em luôn được không? Kêu ông em luôn. À, kêu thành nhỏ, thành quần. Được gọi nhìn cái hình thôi. Trời ơi. Thử đủ rồi, mình mấy bữa ông chập là khép sao mày. Mày là trẻ tôi cho chị ăn, hiểu không? Yên tâm, mày chập nó hai lần mà. Gãy hai. Lấy rổ không anh ơi. Gãy hai lên cửa này, eo tôi đẹp gái luôn. Mày yêu tao, tụi tao gãy có hai cái mà chứ nguyên hà mà. Mày anh im nó đi áo. Thấy thầm thương. Không, em nghĩ chị mất luôn lời. Không, nhưng mà về gia bộ mình kêu bánh ăn trộm như chú chân ra ngồi anh kêu cũng làm ăn cho. À. Ông ấy nghèo sâu á. Nha. Okay. Rồi, ok mọi người. Viên, 1, 2, 3, viên cái coi. Rồi, 1, 2, 3. Đây xin lô màu xanh nhỏ đây có rồi kêu rồi đây mà chán gì chán vừa đây gó đây chào gó này chào mọi người quay âm các âm thực rồi em chào ở đâu ạ chưa chào hết rồi à ừ mà chị Vy từ anh biết như gì vậy không trời ơi cũng phải chào khán giả trước rồi cho chào khán giả đẻ quý thịt gì chào khán giả nè em bánh tráng trộn mà chạy không như cũng hay sao vậy review bánh tráng trộn với chú chiên nè ông nậu chứ đang không ai mua cho ông ăn nè chào các bạn nha các bạn chào dây rầu em sao vui quá sao nó hỗn hào vậy mọi người cơ à hỗn độn mọi nữa trời ơi nói thì vui quá không mà ông chỗ là vỗn mà tao kìa tụi bay sao ngọc kia mẹ trai bắt qua đây mình để cái em kia à đợi cái mà đeo quy ấm thức quay chứ là mày bắt tôi ngọc tôi cầm luôn rồi thầy không cho anh nữa đây định với Quyên bên đây rau Quy Quốc ngầu xích quen đó đây ơi quả chết sao mở giờ cho Quy Quốc liền đâu đang review ẩm thực cái gì mà như vậy rồi quá chứ sao anh liên tục cãi vô mà cãi bạn em bữa nay anh em mình làm clip ẩm thực anh chú chiên review bánh tráng trộn giúp mà người sống mà giúp mà người sống mà quần anh dữ dáng chưa quần anh dữ dáng chưa người chạy mãi người mình đi ăn nhà đi ăn kêu mày mày kìa kêu mày à còn anh nó đi làm tôi dối cái mày quyết chuyện không người ta để em hát chịu cái mà đừng là như dối đầu nghĩ là em xuống giận năm ư tôi làm gì anh không tôi bè tôi về tay mày tao bữa nay mấy mình là bạn ơi bạn một bữa mà làm như luôn bữa nay mấy mình vì tôi âm thật là đem món này tôi có thằng quý nó ăn kìa đầu quý anh hết gì ở đầu anh nhanh lên đi mày cái tôi chưa em biết lại rồi chưa mấy ngày bữa nay bị mẹ nhập vào ở trên nhập gì vậy hả kim đi mãi cái thằng thiệt ở trên nó ăn nhiều nó còn vậy như gì trời ơi trời ơi nhỏ mà hôn á mày vào chưa đi quay vậy bữa nay anh mẹ quay quay chứ sao chắc mới quay đang quay ấm thực mà sao tết để nói là chúng ta em nói nè mày thấy cái mèo đẹp không mèo bánh tráng trộn đẹp trời ơi sao quá vậy giờ ao ước nửa đường giữa sáng nha đợi do á em thấy gì mà đang giỡn đang vì ấm thực mà sao nó giỡn mày tổ của mày cứ nói dài vậy anh mẹ anh mày thiệt hả chứ bỏ hồ vào á giờ mày phi tao phi nó rồi giờ anh trai tôi lấy cái kia tôi lẹt mày cái này mày không quỷ xuống đúng không mày sao mày muốn đàn tao nhỏ. Sao mày muốn đàn tao mà
đứa này đi nhà đủ nước. Em này ngồi xuống. Em ngồi xuống đi. Bốn đứa nè, bốn đứa bạn vui gì? Im thôi, ta nghe ta nói. Một cái mày đã đầu vô. Tao là cung một cạp, một cái mày đã đầu vô. Lòng tự ái và sự tôn trọng của tao thì tao sẽ là. Anh ơi, trong review ấm thực mà sao thành đi đâu vậy? Không cho tao nói luôn kìa mày. Hỗn hào dưa không? Thôi, cho tự nhiên ai hỗn hào coi. Đang review ấm thực mà hỗn hào. Đúng ạ, mày mà không bao giờ chui gì anh. Cái con quý này thôi đi, nó lọt các bạn ấy nha. Cái sao vậy? Mà nó chửi tao mày dứt lên mày. Tâm cầu mưa mà chứ. Bữa nay mày làm tướng của tao rồi. Làm tao nói là mày lên tao. Làm lính chứ không phải tướng. Tao nó tướng được, nó lướt tổng nó mày. Anh từ từ không? Ai dành anh đâu mà anh. Mấy ngày bữa nay anh mất chị với mày. Rồi quá mất chị. Mấy ngày trước rồi như đêm vốn bây giờ mày. Cứ vô muốn chơi muốn nói gì nói vậy. Nó tới trời quá gì vậy? Nó nói chị nhiều rồi nha. Nó nói vậy mày tưởng tao dám quốc mày thề. Mày dám đụng đến tao không? Trời ơi, bạn bè mày làm gì dữ vậy? Bữa nay review ấm thực bạn bè một bữa rồi. Bữa nay là ấm thực nó to là bạn bè này, yêu chí này. Trời trời đến quá. Hồi nãy còn tao bay. Tao cái bỏ mày cho tao. Mất vậy à. Đang ăn chịu bữa cam nhỉ. Tao cơ. Nè chú ngồi nhìn chú mày. Đang bị phiêu ấm thật mà mày làm gì mày. Mày hả? Chị Ngân tao chanh lên. Không ạ. Mày lên luôn đó chú. Một mình nó không được đâu mày lên luôn. Lên đi. Chị tao mày. Thôi mày lên đi. Mày lên. Mày lên. Mày lên. Mày lên. Mày mày quý đang nó mà bắt mày quý nó tao mày. Mày đưa giỡn mày đưa. Rồi mày bây giờ mình tỉnh lại. Rồi. Anh lớn rồi. Mà sao thằng quý nó vô ngầu đây đâu. Mà vô ngầu đây bè đứa một kia được sao nó không ngầu đâu. Thằng anh nó chờ anh không đâu. Em với mày. Cái sao nó không nhau. Không không không. Thôi anh ra ngoài anh em mình. Thôi anh ơi. Có anh bạn. Mà sao nãy tay. Nãy tao mua nem xuống dưới mua trước chân mà giờ sao ai ăn hết rồi. Nó mày hay là mày? Tụi anh đồ lớn nhỏ cái mẹ cũng lứa vào cái chân chân. Anh mày ăn á, anh mày. Còn tụi đéo ăn hắn chịu bảo cam đó anh chịu mày ăn. Chịu nước quá nha. Nước mẹ gì uống. Mẹ hỏi nó cái gì ổng nước. Trăm ngàn dữ mày. Em 200 ngàn mà nước gì. Thôi đừng có giỡn nữa rồi vô cái vấn đề thì 200 ngàn có bốn gì vậy? Bánh nó cậu cho bữa nay review ẩm thực hay sao? Điên hay sao? Đen gần nhau hết rồi giỡn rạc rạc kìa mày. Hồi nãy review ẩm thực nhưng mà tụi tao lựa giới thiệu là bữa nay coi thật như con. Nhưng mà mày hơn 200 ngàn mà tính bốn gì á? Từ kiện lên nữa mày tính luôn. Buồn á. Vậy ai biết không? Mày biết mày là ai không? Hử? Có tao đây mà mày đồ ôm gái. Con ta là mẹ mày nữa. Mày biết ở đây có bao nhiêu người không? Mày là quý mà. Rồi mày thấy là có hỗn hàm nữa, tao hỗn hàm mày. Thằng quý lại người thế như vậy. À, mày vừa bị đẹp chè tắm tèo ấy, tụi mày quýt tao dữ quá. Thôi chưa, nát cũng nói mày có giấy cho này, nát cũng nói mày giờ giấy cho này. Mày muốn giờ giấy thì quý nhỉ? Trời ơi. Ê, tao nói gì? Ê, nãy giờ chưa em biết mấy chút đâu á. Tao cũng chưa em biết nào mà đi, rứa rồi anh này. Mày gãy ngào. Quý là nhà anh. Bạn gãy ngồi ngay. Ừ, mày gãy ngồi ngay. Thôi, nói lại thôi. Nói lại thôi. Chúc mày chẳng dán nha, chẳng hồn lắm. Quá, quên, để cho quên cái thằng kia đó không ạ? Xin lỗi mọi người, má cỏ ná cho mọi người. Xin chào các bạn, bây giờ mình đang review lại món bánh đăng trộn nha. Mà dĩa của ông Bắc gần hết rồi nha mọi người. Con mới đồng ăn chim chút hết. Thôi đừng dọn nó, anh em mình vô ra. Thôi giờ mình đừng dọn nữa chứ, mặt cái thằng đó nó gì cỏ ná mặt đó. Con quần lại sao dài vậy mày? Mày cứ nói quần cho tay con áo được không? Tao không muốn con quần đâu. Mày có thấy tao nãy giờ nói gì quá đáng mà nói tao mày. Không, nó sai mà. Mày đừng nghe nó xem. Ê, không có giới nha. Mày có nói lộn người rầu, mày kêu tao chạy nè. Con hả? Con nào? Đúng rồi, giới mày hử? Bình đáng. Mày nè, đủ không mày. Tốt, cảm ơn nha chị. Có cây đừng cho nói đi. Một bên nó mà ăn hết luôn, mày là chưa ăn được gì luôn á. Con thử giờ bè miếng nữa, con thử tao ăn nữa cho nó hết. Vợ chồng mình đánh mày tao luôn. Mày
mày mà. Trời ơi, con em mà nó quánh à. Trời ơi, đi đi à. Chị là chị không chấp nhận. Chị với mó này. Rõ không? Đấy không? Để em ăn chịu một cái em giờ chưa? Không, ngồi xuống. Múc em ngon, múc em. Ngồi xuống dưới đứng múc được, múc được. Múc cái đó. Tính là ném lắm à. Bị tính là ném. Tính là ném lắm nha. Đi đi cái tấm mưa. Uống luôn á. À biết rồi. Đi đi cái tấm mưa. Kìa tấm mưa chẳng là má. Mưa mà tấm này rồi biết không? Kìa mưa. Trời mưa kêu mưa. Đem nước rồi đem nước. Lan chưa vậy? À. Thấy gì nó đó. Không chào thôi kìa ném. Trời nó cũng làm để làm gì sao? Chẳng lẽ. Mở bé đi mày mở thôi. Dài kìa mở. Mở. Bị đem đây cho lắm mày phải cho tao thời gian nó mới xong. Sao con muối này sao nó không nào mất vậy chưa mày? Nó nói là nó vậy kìa. Bình thường. Bình thường đúng không mày? Mày thấy bình thường đúng không? Bùng cái chưa? Trời ơi. Anh mà nó bùng nó miếng mày lại luôn à? Đúng rồi hả? Ai cũng thiếu bỏ lên điểm hết đó. Mình nói sức khỏe cho giúp mày với mày gương mặt ta rồi. Xin lỗi ra đây. Mở mày tháo được. Với lại anh nhanh với mày. Nhanh chứ tiếng. Mày cứu luôn. Chứ giờ này em. Mày tính cho ai? Cũng quý sao dài sao lấy cho 20.000 chém con đưa đâu mày tính đi nói gì cái tính cút của tao mày cũng đồ vậy em mất cái tính cút của tao luôn bay mà tính cút tao đứa bạn không nước nó đỡ nó ngủ quá mà vé ăn nhanh như gì à đúng thế mày mày tính cho ai buồn lắm em ơi anh trách ta mai bây giờ à dạy con gặp thằng nào láo láo đòi chơi con nhớ quất lại quất lại quất lại đừng mất em lỡ mất ư tờ giấy mày. Ai biết ai biết mày giờ giấy vậy? Mấy mày bên này bên mấy mày bị điên hết rồi thầy. Quay đây, quay đây nhanh đi, quay đây nhanh đi. Quẹt. Mày lớp bởi tao chứ mày đi đâu vậy hả? Ông ê, bây giờ muốn gì? Ông làm gì ông đánh được tôi? Mẹ đưa tao không phục nữa. Đừng có giỡn tới mập á. Vậy rồi anh mở lòng mà anh chọc em, anh có nghĩ tới cảm giác của em hay không? Có hay không? Nói một câu, nói đi. Sao ở bệnh viện? Mày nữa, nhắc bệnh viện tao mới ghét. Sao? Có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Như nào em nghe? Quên chứ. Anh đừng buồn nữa, em xin lâu. Thôi xin lỗi mày ạ. Nói chung là tụi em đừng có giỡn quá đáng vậy. Em biết là giỡn thôi nhưng mà đừng kém hiền một lứa vậy lớn nhỏ rồi nhỏ anh cấp bạc hai thứ rồi thôi tao xin lỗi mày tao xin lỗi mày mày đừng có giỡn nhanh nha tao đồng ý nha giờ em không có mày nữa đâu à tao cũng xin lỗi mày nó không có hậu á em không ngờ luôn á thôi em xin lỗi anh nói chung là em thiệt này em xin lỗi anh một tí nãy giờ là em cũng vui anh đừng nghĩ chị Ngân phiêu vì anh cái đây là kế hoạch của chị Ngân hết tụi em chỉ làm theo thôi không phải đâu anh đừng nghe nó vợ chồng mình yêu thương này đó nó làm gì có nó con nó không đâu hai hai người yêu thương sao yêu thương sao yêu thương anh yêu cái mó yêu quỷ nào anh có biết quỷ châu với lại đồ chồng quỷ không chia rẻ chồng quỷ đây nó chia rẻ mình là anh nó chia rẻ đó cái mó tôi vốn nhìn mày thấy cái chân